Miền Trung mưa lớn gây ngập lụt hạ du chia cắt ở miền núi. Ngày hôm nay trên địa bàn các tỉnh miền Trung tiếp tục xảy ra mưa lớn khiến cho nhiều vùng hạ du bị ngập lụt. Trong khi đó tại các huyện miền núi, mưa lớn đã gây sạt lở chia cắt ở nhiều nơi. Tại Quảng Nam, nước lũ từ đầu nguồn đổ về đã gây ngập, sạt lở nhiều đoạn thuộc tuyến đường DT606, khiến 5 xã Lăng, Trời Hy, Gari, A San, Trở Âm, huyện Tây Giang bị cô lập. Còn tại huyện Đại Lộc, đến chiều ngày 8 tháng 10, mực nước trên sông Vu Gia đã vượt mức báo động 2, khiến một số khu vực xã Đại Lãnh, Đại Sơn bị ngập. Một số đoạn của tuyến đường DT609 bị ngập sâu, chia cắt. Lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo không cho bà con qua lại. Nước sông dâng cao chảy xiết khiến cho nhiều tuyến đường độc đạo và thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Hà Nam với gần 1.500 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn. Nước lũ đã cuốn trôi làm mất tích một người dân ở thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu khi mang nông sản ra chợ bán vào sáng ngày 8 tháng 10. Còn tại Quảng Trị, nhiều cầu tràn ở các xã Lìa, Si, Thanh, Hướng Lộc, Hướng Việt, Hướng Lập, huyện Hướng Hóa bị ngập cục bộ, khiến cho việc lưu thông của người dân bị đình trệ. Riêng tại xã Hướng Việt mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến cầu tràn Tà Rùng bị ngập nặng, làm cô lập thôn Ca Tiêng và thôn Tà Rùng với khoảng 150 hộ với hơn 500 nhân khẩu với trung tâm xã. Dạng sáng nay do mực nước sông Sepol dâng cao khiến cho nhiều khu vực dân cư ở thị trấn Lao Bảo bị ngập, tập trung chủ yếu ở khóm Duy Tân, Cao Việt, Vĩnh Đông. Ông Lê Bá Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa cho hay, trong đêm ngày 7 tháng 10, do mực nước dâng cao nên chính quyền địa phương đã tổ chức di rời 195 hộ với hơn 682 nhân khẩu trên tuyến đường vành đai dọc sông Sepol ra khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt để đảm bảo an toàn. Đến sáng nay, nước lũ cơ bản đã rút nên các hộ dân đã về dọn dẹp lại nhà cửa, đường xá bị ngập. Trong khi đó, tại huyện Rông, đến chiều ngày 8 tháng 10, mực nước sông đã bắt đầu rút. Các ngầm tràn, các địa điểm bị chia cắt ở các xã phía nam của huyện cơ bản đã đi lại được. Riêng mực nước tại cầu tràn xã Ba Lòng vẫn cao hơn mặt tràn từ 2 cho đến 3 mét. Ngày mùng 8 tháng 10, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa ký công văn thống nhất chủ trương lắp đặt 8 trạm đo mưa, vi phục vụ cộng đồng tránh thiên tai. Mỗi trạm đo tự động gồm cảm biến đo mưa, hệ thống thu thập, xử lý, truyền dữ liệu và tủ kỹ thuật sẽ kịp thời cung cấp số liệu quan trắc cho công tác dự phòng, chỉ huy phòng tránh thiên tai tại các địa phương một cách nhanh nhất. <laughs> Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp, cảnh báo đi xe máy về quê lúc mưa bão. Bất chấp trời mưa lớn những ngày qua, lượng người đi xe máy về quê lưu thông qua các tỉnh miền Trung vẫn rất đông. Đáng lo ngại là khi người dân lưu thông qua những đoạn đường thường xuyên xảy ra sạt lở, ngập lụt vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 8 tháng 10, một đoàn xe 200 xe máy với hơn 400 người đi từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch. Đến km 68, tuyến quốc lộ 14B thuộc thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Quảng Nam thì cũng là lúc nước lũ tràn ra đường, khiến nhiều ô tô, xe máy bị mắc kẹt giữa dòng nước. Trung tá Nguyễn Hồng Sơn, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 2 thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, công an tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi đoàn xe mắc kẹt, cảnh sát giao thông cùng tình nguyện viên đã tích cực hỗ trợ từng phương tiện vượt qua dòng lũ, tất cả đều an toàn và tiếp tục hành trình. Đến chốt kiểm soát thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng lúc hơn 1 giờ sáng cùng ngày, do mưa lớn kéo dài, nước đổ về nhanh, cống thoát không kịp nên lũ tràn lên đường mưa lớn tiếp tục làm gián đoạn giao thông một số vị trí sáng nay đơn vị đã phối hợp với đơn vị thi công khắc phục và cho lưu thông trở lại sau khi đã đảm bảo an toàn trung tá sơn nói theo trung tá sơn trên tuyến đường hồ chí minh tại các khúc cua nguy hiểm đã có biển cảnh báo tuy nhiên với thời tiết mưa to gió lớn với quãng đường dài và ta luy dương lại cao dốc thì hay xảy ra sạt lở đất đá xuống đường cùng với nước thoát không kịp sẽ làm tràn ra đường gây nguy hiểm cho bà con nhân dân qua lại Cục Phó Cục Quản lý Đường Bộ 3 Tổng cục Đường Bộ Việt Nam khuyến cáo, thời tiết mưa to có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở trên các tuyến đường Hồ Chí Minh và tuyến quốc lộ 14B. Đây là hai tuyến đường người dân đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch khá đông. Nếu phát hiện tình trạng có nguy cơ mất an toàn trên hai tuyến đường này, thì chúng tôi yêu cầu thông báo ngay cho các chốt kiểm soát dịch các tuyến Đắk Lắc, Đắk Nông và Gia Lai, Con Tum, đề nghị các chốt thông tin cho người dân biết chọn đường khác đi, đảm bảo an toàn trong hành trình về quê. Ông Bình cho biết. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Bão số 7 vào biển Việt Nam sáng nay, sóng to mưa lớn trên biển từ Bắc chí Nam. Vào hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 7 trên khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60 đến 75 km/h, giật cấp 10, đến 16 giờ ngày mùng 10 tháng 10, vị trí tâm bão trên vùng biển từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km và đi vào vịnh Bắc Bộ Việt Nam. Đến 4 giờ ngày 10 tháng 10, vị trí tâm bão cách đảo Bạch Long Vĩ 80 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 cấp 9, 60 đến 90 km/h, giật cấp 11 vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Đến 16 giờ ngày 10 tháng 10, vị trí bão trên vùng biển từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60 đến 75 km h giật cấp 10. Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền các tỉnh Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 40 km/h. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển trong ngày hôm nay, trên vùng biển phía tây của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,0 đến 4,0 mét, biển động rất mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu cơn bão số 7 với không khí lạnh tăng cường, nên từ chiều nay có gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2,0 đến 4,0 mét, biển động rất mạnh. Trong ngày hôm nay ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2,0 đến 3,0 mét, biển động. Ngoài ra ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và rông mạnh. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh. Từ nay đến ngày mùng 10 tháng 10, do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh dự báo có gió mạnh cấp 6 cấp 7, phía bắc có nơi cấp 8 giật cấp 10. Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Tại thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Riêng vào chiều tối khu vực Hòa Bình, Nam Sơn La có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Trời có mây, phía Bắc có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Nam đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày có mưa rào và rông vài nơi, phía Nam có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Tại Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Tại khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Và thông tin này đã khép lại bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục những thông tin về áp thấp nhiệt đới, báo số 7, báo số 8 trong các bản tin kế tiếp. Mong quý vị hãy dành thời gian để chú ý đón xem.